Cuối năm rồi, bỏ tiền vào đâu để năm sau còn có tiền ăn Tết? Hello mọi người, mình là Kimmy, host của series Nghiện Trade. Bất động sản hiện nay thì đang gặp nhiều khó khăn, thị trường thì trầm lặng, nhu cầu thì giảm xuống, còn thanh khoản đất nền thì như. Cổ phiếu VN Index thì hiện thủng mốc 1.000, giảm 1/3 từ đỉnh là 1.500. Còn nếu mà bạn né được cú sập này thì chắc chắn bạn cũng là một cao thủ. Trái phiếu thì sao? Các đại gia đang phải sổ khám vì sai phạm phát hành trái phiếu. Giờ này mà còn đi mua trái phiếu, mẹ biết mẹ buồn đó. Crypto, Bitcoin thì mới chỉ 4 từ đỉnh thôi, cơ hội đi xây thì còn rất nhiều cho anh em. Riêng bản thân Kimmy thì sẽ lựa chọn đầu tư vào nhiều quỹ khác nhau. Và bởi vì mỗi quỹ sẽ có những mục đích và khẩu vị đầu tư khác nhau, cho nên là mình cũng phải cân nhắc và phân bổ nguồn vốn của mình một cách tương ứng và phù hợp nhất. Ví dụ nha, một tháng sau khi mà nhận lương xong thì trừ đi những khoản chi tiêu sinh hoạt cá nhân của mình thì mình sẽ trích ra tầm 60-70% thu nhập và bỏ tiền vào hai quỹ dưới đây. Quỹ tiết kiệm phòng thân, mình sẽ giữ tiền mặt Việt Nam đồng trong ngân hàng. Quỹ này sẽ chiếm khoảng 45-50% tổng thu nhập của mình hàng tháng. Dành cho những ai chưa biết thì hiện tại lãi suất tiết kiệm ngân hàng rơi vào khoảng từ 7-10%, là một kênh khá là lý tưởng để mọi người có thể gửi tiền nhàn rỗi trong lúc chưa tìm được các kênh đầu tư triển vọng. Ngoài ra, Kimmy cũng sẽ lựa chọn gửi tiền ở những ngân hàng uy tín như là Vietcombank, Vietinbank, Techcombank. Quỹ thứ hai là quỹ đầu tư mạo hiểm. Tùy vào mức độ chịu đựng rủi ro của mọi người khác nhau, các bạn có thể cân nhắc dành khoảng 15-20% tổng thu nhập hàng tháng của mình để rải vào các kênh đầu tư mạo hiểm mà mình am hiểu nhất. Riêng với bản thân Kimmy thì mình sẽ lựa chọn việc đi chơi crypto vì đang làm trong ngành nên cũng khá tự tin. Còn mọi người đang bỏ tiền vào đâu? Comment bên dưới để cho mình biết nha.